Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái thản sản phẩm là thùng vang số SV1100. Như hôm trước em có giới thiệu qua về cái sản phẩm vang số thì sau khi thông báo là nhà hãng hỗ trợ giá thì mất hình luôn. Và nhận được mấy đơn nữa. Tổng cộng là 4 đơn. Tổng cộng cả cũ cả mới là 4 đơn. Thì hôm nay em về một thùng là 5 chiếc vang số các bác nhé. Đây là nguyên đai nguyên kiện, hàng của nhà máy đóng gói. Rồi em sẽ bóc ra để cho các bác quay thực tế cho các bác cùng xem. Nguyên đai nguyên kiện, bao bì đầy đủ của hãng, nó sẽ có những cái gì các bác nhé. Cái vang số này thì dựa trên cái nền tảng của dòng họ nhà X. Đó, chính là vang số của QT Acoustic. Đó, các bác nhá. SV1100. Đó, một thùng là 5 hộp. Mỗi hộp là một cái vang số. Đây là bao bì đóng gói này các bác này. Nhìn trông nó có vẻ rất là chuyên nghiệp. Đó. Bao bì đóng gói rất đẹp. Đấy, phải nói rất đẹp. Tổng quan về hình thức bên ngoài, các bác nhìn cái bao bì đóng gói là các bác biết rồi đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của sản phẩm thì em sẽ mở ra và lần nữa sẽ quay chi tiết cho các bác cùng xem nhé. Đây. Khi mở ra thì nó vẫn như các cái dòng vang số khác, nó có bao bì đóng gói rất là đầy đủ. Nhưng cái hãng QT này thì nó có một cái điểm đặc trưng, đó là các cái phụ kiện linh tinh thì chúng ta bỏ qua nhé. Cái tem xác định này, tem này gọi là tem định danh điện tử với sản phẩm kỹ thuật số này. Đấy. Sản phẩm đi theo nó có một cái điều khiển các bác nhé, một điều khiển, một dây nguồn pin để lắp vào điều khiển và dây ở COM 232 kết nối USB để kết nối với máy tính. Thì bây giờ em sẽ bế hẳn cái sản phẩm này ra, quay review chi tiết thật là kỹ càng để cho các bác cùng xem là cái sản phẩm này nó xịn và nó cao cấp đến mức nào các bác nhé, và giá lại hợp lý đến thế. Các bác được xem qua một số các hình ảnh của cục đẩy vang số thiếu bộ mic không dây nhé. Thiếu đúng cái bộ mic không dây. Và đây là những cái sản phẩm mới nhất của bên QT Acoustic đã cung cấp và nhờ bên em review cũng giới thiệu các bác nhé. Thì cái vang số này thì giá cũ hiện tại đang bán là 3,2 triệu một chiếc và bao ship hỗ trợ tặng cho các bác dây dẫn phụ kiện đi theo và hỗ trợ setup luôn. Đó. Còn giờ bên hãng đang có hỗ trợ giá cực đẹp cho các bác, là giá chỉ còn có 2,9 triệu một chiếc và cũng bao ship và tặng dây rắc mất tầm 300.000 nha, thì là tính ra nó khoảng tầm 2,6 triệu nếu mà trừ hết cả tiền ship cũng như dây rắc đi. Đấy, thì em hỏi các bác là giá ấy là các bác có mua hay không. Nó chỉ ngang ngửa với một cái con vang số cũng nền tảng tương tự nhưng mà hàng bãi. Và đây là một cái sản phẩm mà em đánh giá là tầm trung và cao cấp, tiếng rất hay, sao tiếng mệt echo reverb khá là ưng ý và nó chuyên cho karaoke gia đình. Và khi kết hợp với đồng bộ những thiết bị đi theo của hãng thì chúng ta là có cục đẩy 2 kênh F700 và cục đẩy 4 kênh F1000. Thì các bác nhìn này, nhìn trông nó bề thế và nó lên một cái level nó khác hoàn toàn. Đó,
Thì trên đây là tổng quan về cái sản phẩm vang số QT Acoustic SV1100 nhé các bác nhé. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp là các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại. Em sẽ quay cho các bác xem mặt sau này. Quay mặt sau sợ ngược sáng thôi. À, vẫn nhìn thấy được cổng đằng sau có cổng nguồn này, công tắc nguồn này, quạt gió này, cổng R232 kết nối máy tính này, jack RCA input này, jack unbalang output này, giờ jack RTE để các bác cắm vào thiết bị thu âm để hát live stream. Ở phía dưới là cục đẩy đây, cục đẩy này kê vào trang trí nhìn trông cho đẹp thôi nhé. Nhưng còn cục đẩy thì em sẽ có một video riêng so sánh cũng như giới thiệu cho các bác là hai mã cục đẩy của QT Acoustic đang có. Đó, các bác nhé, giá cũng hợp lý thôi, đẩy giá cũng rẻ thôi, không có đắt lắm đâu. Nhưng cái chất âm của nó ra thì lúc phải gọi là hay tuyệt vời luôn các bác ạ, hay tuyệt vời luôn. À, thì trên đây là tổng quan về cái sản phẩm ngày hôm nay em trân trọng giới thiệu toàn thể các bác combo. Nhưng mà cái này em báo giá riêng nhé, cục này thì đang có hỗ trợ giá cực đẹp là 3,2 triệu và bao ship. Còn cục dưới này thì em phải làm việc lại với nhà hãng xem là còn số lượng nhiều không, chứ còn một vài con mà cũng giới thiệu như đúng rồi thì sẽ có giá thanh lý cho các bác. Tức là sản phẩm nào gần hết nhá, ví dụ SV1100 này, cái mã này là gần hết rồi thì em sẽ để cho các bác gọi là giá gần như là dọn kho, giá cực đẹp luôn, dọn kho ở đanh quanh đâu đó thì trừ tầm còn có 20-30 chiếc nữa thôi, để các bác nào mà có nhu cầu đấy. Cái con vang số này thì cả anh em đại lý đấy thì nháy cho em có giá đẹp cho các bác về vẫn có cơm đấy. Em ăn thì một tí thôi, em ăn chỉ một tí rau thôi, còn các bác ăn thịt. Ok, liệu cục đẩy dưới mà sau em cập nhật được giá thì em sẽ báo giá cho các bác đầy đủ các bác nhé. Trên đây là video giới thiệu về các sản phẩm của QT Acoustic, thiếu mỗi cái bộ mic không dây thôi, nhìn trông đẹp đội hình, tiếc thế cái trên này. Hôm qua biết thế bước lại bộ này quay xong hãng gửi, vội quá thì gửi luôn. Ok, thì trên đây là video giới thiệu về các sản phẩm của QT Acoustic. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Đây là combo những cái sản phẩm chất lượng và nhìn trông nó rất là đẹp và hoành tráng. Các bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em. Một lần nữa em xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.